Tại Đồng Tháp, dù đang trong mùa khô, thế nhưng một vụ sạt lở vừa xảy ra tại tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Hậu quả là một căn nhà bị sụp xuống sông và 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập. Tuyến kênh Đốc Phủ Hiền có lượng phương tiện thủy lưu thông rất nhiều, kết hợp với dòng nước chảy xiết nên sạt lở diễn ra rất nhanh. Đoạn đường bị sạt lở dài khoảng 80m, rộng 5m. Sạt lở quá bất ngờ khiến cho người dân không kịp trở tay. Qua thống kê thì có 11 hộ dân với gần 50 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng triển khai nhiều biện pháp cứu hộ và phong tỏa đoạn đường bị sạt lở. Trước mắt thì chính quyền địa phương đã hỗ trợ một hộ dân có nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, số tiền là 10 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp và thành phố Sa Đéc cũng đã hỗ trợ cho hộ dân này là 4 triệu đồng. Gia cố, thứ hai ba nó là sẽ cho di dời một số cái nhà dân giáp cái tuyến đường này để đảm bảo được cái cho cái tính mạng cũng như tài sản người dân.